đâu, làm sao nó mới được. Rồi, cho đến bây giờ nhé, tôi là người trực tiếp chứng kiến tất cả mọi thứ mà tôi cũng chưa lý giải được, không hiểu là nó có một cái gì đấy để nó có thể nó tìm ra được tọa độ mà có cái vòng tròn và có cái hình mà nó phải tìm. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Mì ba mì tôm chua cay lấy nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Biết là bạn ấy sẽ kiểu dò từng kết quả ở đây lên, hay là bạn ấy sẽ phân tích ngược từ những cái hình kia, bạn phân tích ra hình trước xong mới so với. Ví dụ như là nếu phân tích hình ở trên này nhá, thì nó phải focus từ vào khu nào đấy, còn nếu nó hoàn toàn nó không biết là khu nào cả, nó cài một cái màn hình lớn như này mà. Ngoài những cái yếu tố để thấy cái độ khó của phần thử thách của bạn Thành Đạt thì màn hình cũng là một màn hình cong nữa, nó sẽ gây ra những cái sai số rất là nhỏ trong cái quá trình mà bạn phải tìm dữ liệu cũng như là tìm kết quả ở đây. Lúc đầu khi mà thấy màn hình cong thì mình cũng khá là hoang mang, nhưng sau một lúc thì mình đã bình tĩnh lại và mình biết là mình cần phải làm gì. Bầu trời có quá nhiều sao như vậy khiến cho mình đang không biết là mình đang đi từ đâu ra, và cái việc định vị về những cái điểm mà mình đã làm rồi và những cái điểm mà mình chưa làm là hoàn toàn khó. Thì mình đã tận dụng những cái đèn trên sân khấu mà mình bắt đầu gióng từ những cái đèn đó xuống thẳng mặt đất và chia màn hình ra làm 10 phần, và mình sẽ chú ý đến 10 phần đấy. Và mình làm theo thứ tự từ phần 1 đến phần cuối cùng. Chính vì vậy mà mình đã không bỏ sót bất cứ một điểm nào trong quá trình mình làm. Khi mà mình quan sát trên màn hình, những sao chổi đấy chạy qua sẽ gây ra sự mất tập trung đối với mình. Và giả sử như khi mình quan sát một hình thì sao chổi chạy đúng hình đấy khiến cho mình phải quan sát lại hình đấy từ đầu. Mình đã cố đặt mục tiêu cho mình là không quan sát quá lâu, bởi vì nếu như quan sát quá lâu thì sẽ bị gặp rất nhiều về ảo giác liên quan đến thị giác và cái tầm quan sát của mình sẽ càng ngày càng giảm sút. Mình nhìn mình thấy bất lực này, nhưng mà tí nữa bạn làm xong thấy sợ. Thế sợ. Thấy đáng sợ. Ở cuộc thi này thì mình cần phải đặt mục tiêu là mình cần phải chiến thắng được thử thách. Vì vậy mình cũng cần phải chắc chắn về câu trả lời của mình, nên là mình đã làm đi làm lại 2 lần vấn đề này. Em tìm thấy rồi ạ. Em có cần cẩn thận hơn tí không? Em tìm thấy gì em? Em tìm thấy tròn sao ấy rồi ạ. Đây ạ. Em xác nhận đúng ạ. Thưa quý vị, nếu như vòng tròn xanh của bạn trùng với vòng tròn đỏ lúc nãy mà Tóc Tiên đưa cái đề vào trong đó giấu trong cái vòng sao này, coi như bạn thành công bước 1. Để chúng ta đến với thử thách bước 2 của chòm sao. Và hãy xem đáp án của bạn có trùng khớp với tọa độ mà Tóc Tiên đã giấu cái hình 2D của mình vào hay không. Chúng ta cùng theo dõi. Cho đến bây giờ nhé, tôi là người trực tiếp chứng kiến tất cả mọi thứ mà tôi cũng chưa lý giải được, không hiểu là nó có một cái gì đấy để nó có thể nó tìm ra được tọa độ mà có cái vòng tròn và có cái hình mà nó phải tìm. Đây chỉ là bước 1 của thử thách này mà thôi. Trước tiên chúc mừng em trai Thành Đạt. Chúc mừng. Yeah. Và đây mới là đỉnh cao thực sự mà bạn cần phải chinh phục. Mời tôi đọc cụ. Bây giờ bạn phải ghép lại. Thưa quý vị, đây là những cái hình đa giác mà chúng tôi đã cắt ra thành 2D. Bạn phải dùng những cái hình nho nhỏ này, bạn ráp lại
cái mô hình mà bạn cho rằng đó là cái đề của tóc tiên đưa ra và đối chiếu với cái hình 2D của tóc tiên. Sau đó nếu như nó giống nhau thì bạn làm ơn bạn chọn trong 105 cái khối này, bạn chọn đúng cái khối mà có thể từ 2D này để phục hiện nó thành 3D, thì lúc đó thử thách này coi như hoàn thành. Wow. Thời gian dành cho em bắt đầu. Tự tin khoảng độ từ 85% trở lên, và còn 15% còn lại thì là do các yếu tố khách quan và các sai số trong quá trình mà mình chuyển từ mặt cong về mặt thẳng, hoặc là các yếu tố ngẫu nhiên nào đó. Khi mà bạn đã có hình thành được một cái kết quả rõ ràng ở mặt chấm thì chuyển sang dạng phẳng hay là dạng 3D thì Ramon Sinh nghĩ đấy chỉ là một trò trẻ con đối với bạn thôi. Xong chưa? Em xong rồi ạ. Em cần gì với cô gái này? Em cần chị bóc của em cái này ra để dán vào. Chị mà bóc cái gì? Em nói đàng hoàng, em bóc giùm anh cái này. Chị bóc giùm em cái này vậy. Rất là lịch sự. Nói với con gái mình nên dễ thương với người ta, cái chị này chị nọ. Dán đi. Em dán sang bên này cũng được. Cũng làm gì đó làm. Tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài, tôi cũng không hiểu nó làm sao thiệt tình. Thật sự tôi nghĩ là nếu như mà mình hiểu về cái môn này, mình cũng hiểu cái cách nối chứ phải không. Nhưng quan trọng là cái độ mà sai lệch nó rất là gần. Mình nối sai một cái là mình sẽ sai thôi. Tại vì biết thì biết nhưng mà nhìn một lát cũng hoa mắt chứ. Sao nó tìm ra trong cái mớ chấm này nhỉ? Là do em uống sting vì cà phê đấy ạ. Bạn rất nhanh. Bạn ấy lắp cái hình của cái khối đấy cực kỳ nhanh. Đúng chưa? Đúng rồi ạ. Đúng rồi ha. Bút xa gà chết nha. Vâng. Em trai em có chia sẻ một chút xíu gì về cái cách em thực hiện được cái điều này hay không? Thì thực ra đề này khá là khó với em, vì kiểu như là có những hình nó chỉ sai lệch với nhau không đến 1 mm. Bình thường em làm là trên một mặt phẳng, còn đây là màn hình cong. Vì giả sử như là đây 3 điểm không thẳng hàng trên mặt phẳng, nhưng mà khi mà chuyển sang mặt cong thì mọi người sẽ bị đánh lừa bởi thị giác, có nghĩa là nó sẽ thành một đường thẳng. Và nếu khi mà mọi người mà lấy ba cái này mà nối với nhau thành đường thẳng thì sẽ bị sai. Vì vậy là các cái tam giác ở trên màn hình cong này là tỷ lệ là không chính xác. Vì vậy là em đã có một giải pháp, đó chính là em nhìn qua cái màn hình độ cong màn hình này thì em thấy nó là ở dạng parabol. Và em đã gắn trục với góc tọa độ là cái điểm chính giữa của điểm này. Em gắn trục cho parabol, sau đấy em viết phương trình của parabol. Đấy chưa xong ạ. Ngoài hành tinh. Xong sao? Em viết phương trình parabol xong thì... Cho viết phương trình nữa. Trên sân khấu này em đã dùng số đo bước chân để tọa độ hóa tất cả các điểm trên đây, và sử dụng một vài các cái gì mà em còn nhớ khi học ở cấp 3, những cái phép rời hình trong mặt phẳng, trong không gian để em chuyển các cái điểm từ mặt cong này về mặt phẳng và bắt đầu làm ạ. Riêng việc nghĩ ra một công thức để đối phó riêng trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi như thế thôi, nếu mà thang điểm độ khó có thêm thang điểm 6, chắc chắn là Ramastic không ngần ngại bấm luôn. Trời, tức là phải dịch về cái màn hình phẳng rồi tìm ra đáp án. Wow, không tin được. Không tin được. Dù đó là sự thật, thưa quý vị, tôi phải nói một cái điều này này. Qua những gì mà theo dõi ở đây ấy, thì tôi có trao đổi với Ramastic. Tôi có nói rằng thế này này. Tại sao mà có khá nhiều khán giả khiến tôi bị bức xúc và khiến tôi hơi bị phật ý và tự ái, khi mà khán giả nghĩ rằng đây là bày đặt từ trước. Thưa quý vị, là tôi đã tham gia Siêu Trí Tuệ Việt Nam lần thứ hai, lần nào cũng thế, ngồi ở đây chứng kiến tất cả các bạn ấy giải trực tiếp ở đây, và tôi chưa bao giờ biết nói một lời nói dối trước bất kỳ một ai. Khẳng định tất cả mọi thứ nó diễn ra là hoàn toàn tại chỗ. Quý vị xem, nó có thể 1.5 tiếng đồng hồ, tại đây nó diễn ra tới 5-6 tiếng đồng hồ khi ghi hình một chương trình, để các bạn có thời gian các bạn trực tiếp tìm và đưa ra những cái lời giải. Hơn nữa, ở trong trường quay luôn luôn có các bạn ở đây, những con người là trực tiếp chứng kiến tất cả những cái này. Qua cái phần thi vừa rồi ấy, bây giờ tôi chợt hiểu này, tôi đã có một cái sự trách cứ khán giả hơi vô lý một chút. Bởi vì nếu như tôi không được trực tiếp tại đây, tôi ngồi nhà tôi cũng đặt một câu hỏi là có phải thật không.
thật 100% thưa quý vị, những cái điều mà không thể tin được dù nó là sự thật. 100% là sự thật. Với tất cả những gì tôi đang chứng kiến, Trấn Thành khẳng định. Xin mời thầy Khương Văn Mười trở lại sân khấu. Thưa thầy, cho em hỏi là từ nãy giờ thầy ở bên trong thầy chứng kiến những gì bạn đang thực hiện, thì với thầy cái điều này nó có thật sự đáng kinh ngạc không ạ? Khi mà các giám khảo cho 5 điểm, tôi hơi suy nghĩ. Và sau khi xem xong tôi thấy giám khảo đúng. Chú em cảm ơn thầy ạ. Dạ đúng. Thực sự ra với những gì chúng ta chứng kiến thì dù là bất kỳ ai vào đây thì cũng sẽ thấy 5 điểm là hoàn toàn xứng đáng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kết quả sau khi được chúng tôi đối chiếu, để xem là cái phần mà bạn dựng 2D này, từ những dấu chấm thôi nha quý vị, từ nãy giờ bạn chưa biết cái hình này là hình gì cả. Bạn chỉ dựng 2D theo những gì mà bạn cho là đúng thôi, thì cái hình này sẽ giống như cái hình của Tóc Tiên đã đưa ra từ lúc đầu hay không. Và bạn có biết là cái 2D này nếu chúng ta dựng nó thành 3D thì nó nằm ở đâu đó trong 105 cái khối này hay không? Cùng theo dõi nào. Đây là mảnh ghép mà bạn đã vừa dán lên trên màn hình, và đáp án có trùng khớp với hình của Tóc Tiên đưa ra hay không? Xin mời. Hoàn toàn chính xác thưa quý vị. Và đối chiếu hoàn toàn chính xác, mặc dù dáng xấu méo tùm lum, tôi thách em tìm được khối 3D của nó đó. Sau khi nhìn được hình 2D thì mình cũng đã liên tưởng trực tiếp đến hình 3D mà nó tạo thành, và mình đã nhớ được chính xác cái vị trí mà mình cần phải đi tìm, vì vậy mình cũng không mất quá nhiều thời gian trong việc tìm kiếm lại khối 3D ban đầu. Thưa quý vị, từ cái hình 2D này mình sẽ ra cái khối 103 này. Vậy hãy cùng xem đáp án của chương trình. Lúc mà chọn thì Tiên không hề thấy được cái khối đó sau khi thành hình nó sẽ như thế nào. Và sau khi mà bạn Thành Đạt tìm được cái khối đó thì mình thấy là wow, thật sự rất bất ngờ với đề bài. Chúc mừng Thành Đạt, thử thách thành công. Sau khi bạn ấy chọn ra được cái hình tròn đó rồi thì sau đó là chúng ta vẽ lại cái mặt phẳng 2D. Thì trước khi, trong lúc đợi tổ đạo cụ làm cái mặt phẳng 2D cho bạn ấy, thì cái việc đầu tiên bạn ấy làm á là nếu như mọi người tua lại là bạn ấy chạy ngay ra. Bạn ấy biết chính xác là khối đó luôn. Nó là kinh khủng khiếp luôn á. Khẳng định khán giả một điều, đây nó là thật 100%. Và tất cả những gì nó diễn ra đấy là năng lực, là khả năng, là cái tài năng, hoặc là thiên bẩm, hoặc là được tu luyện của các bạn, những người siêu trí tuệ miền Nam. Thưa quý vị, bây giờ bất cứ lời nói gì cũng là thừa. Hãy xem điểm số của giám khảo khoa học dành cho bạn. Xứng đáng, mà nó nói lên tất cả những gì mà chúng ta đang cố gắng làm, là đưa đến khán giả những hình ảnh chân thực nhất về những con người phi thường, cho dù họ là những con người hoàn toàn bình thường.
Thưa quý vị, 150 điểm. Đây là con số cao nhất có thể dành cho một thí sinh ở vòng 1 của Siêu Trí Tuệ Việt Nam từ đầu đến giờ, thưa quý vị. Và đây cũng là thể hiện một cái sự trân trọng, một cái sự cảm phục của những cái giám khảo chúng tôi cho Thành Đạt 10 điểm là hoàn toàn xứng đáng. Cảm xúc của... Không, không, anh chị hỏi cảm xúc, anh không muốn bắt tay em. Cảm xúc của em khi nhận được cái điểm số danh dự này. Hiện tại thì em đang cảm thấy rất là vui ạ. Thật sự trong mơ em cũng không dám mơ đến con số này. Ban đầu khi em bước vào đây em chỉ nghĩ là điểm dự đoán chỉ khoảng độ tầm 11 cho đến 12 điểm, chứ em không dám nghĩ đến là một con số cao như thế này. Và không chỉ riêng em mà em nghĩ là tất cả các siêu trí tuệ Việt Nam khác đều mong muốn là cái năng lực đặc biệt của mình sẽ cống hiến được những cái gì đó cho xã hội sau này và tạo ra được những cái gì đấy thật là có ích. Và em mong muốn là trên đất nước Việt Nam thì có rất là nhiều người khác rất là giỏi và bọn em chỉ may mắn hơn họ vào được đến đây. Vì vậy em mong là chương trình ngày càng được rộng mở để đất nước đón thêm thật nhiều nhân tài nữa. Em cảm ơn. Thưa quý vị, ngày hôm nay cái điều bạn làm được làm chúng ta kinh ngạc, làm chúng ta ngỡ ngàng. Nhưng quan trọng hơn hết là tôi thấy là cái thái độ mà bạn đến với nó rất đổi dung dị, bình tĩnh. Và họ đang làm một điều phi thường một cách rất chậm rãi, thông thả và bình thường. Tôi chưa một lần nào phát hiện ra trong mắt bạn có một cái sự nhăn nhó, rồi căng thẳng hay là tìm cho mình một cái gì đó bám víu. Tôi thấy bạn rất thoải mái trong tất cả mọi hoạt động của mình. Đó là một tuyển thủ tầm quốc tế, thưa quý vị. Thưa quý vị, những con người như thế này tôi hy vọng rằng là sẽ có một cái vị trí thật là đúng với lại tài năng của anh ta. Và anh ta cần phải được lao động, anh ta cần phải được cống hiến cho đất nước này. Khả năng của em là một khả năng không phải ai cũng có được. Thì hãy làm những điều mà không phải ai cũng làm được nhé. Em cảm ơn ạ. Tôi nghĩ là điểm số đã được cho hoàn toàn chính xác. Ngày hôm nay, với những gì mà diễn ra ở trong khán phòng này, tất cả 300 khán giả ngồi đây, MC Trấn Thành cùng giám khảo của chúng tôi, năng lực cộng lại so với em, thì em và chúng tôi một trời, một dấu chấm. Anh hy vọng em sẽ là một cái ngôi sao sáng nhất trong cái vòng trời đó nhá. Và xin một lần nữa mời sự trở lại của thầy Khương Văn Mười để trao tặng cho bạn cúp danh dự để bạn có thể chính thức trở thành thành viên mới nhất của biệt đội Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Xin mời. Rồi, chúc mừng em nha. Thưa quý vị, và bên cạnh đó bạn đã được chọn để nhận giải thưởng Trí Tuệ Việt Ba Miền, thưa quý vị, với giải thưởng 50 triệu đồng đến từ Mì Ba Miền kèm theo một bộ sản phẩm Ba Miền tinh túy ẩm thực Việt. Chúc mừng bạn. Cảm ơn ạ. Hãy đến với nơi bạn thuộc về. Xin mời. Thưa quý vị, Thành Đạt đến từ Thái Bình. Việt Nam mùa 2 chỉ có trên HTV2 V Channel lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Đón xem Bếp Vui Bùng Vĩ lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần chỉ có trên HTV2 V Channel. Xem Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần đầu tiên trên Vion. True Beauty vẻ đẹp đích thực phát sóng độc quyền trên Vion 23 giờ thứ tư và thứ năm hàng tuần.